Dương Nguyễn và Thu Hương chào mừng các bạn đến với chuyên mục hồi đáp thần số 526. Hồi đáp 526 câu hỏi 11812. Hiện nay khớp gối của em hay kêu lộp cộp nhưng không bị đau gì cả. Anh có cách nào khắc phục không? Hay là để tự nhiên cho nó tự phục hồi? Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khớp kêu? Lúc trước thì em không bị nhưng hôm bữa em nghịch dại bẻ chân, giãn gân, giãn cốt rồi khớp gối kêu lộp cộp tới giờ. Khớp gối nó kêu lộp cộp có rất nhiều nguyên nhân lắm, anh cũng không thể nào thống kê hết cho bạn được. Thì bây giờ nếu mà nó không đau thì nó cũng chưa được, nó gọi nó không nặng đâu. Vậy thì bây giờ khắc phục sau đây đó, thì bạn tập những bài nào liên quan tới khớp gối, bạn mua cái gọi là gì, dây quấn gối các bạn. Dây quấn gối THL bán rất rẻ, thì bạn mua và bạn buộc cho cái gối, bạn tập là bảo đảm không có đầy gì cả. Câu hỏi 11813, em có một thắc mắc như vậy. Năm nay 20 tuổi, lúc trước tập tạ gần 1 năm rồi đi làm, bây giờ thấy không còn bự như xưa nữa. Dù đã cố gắng trong làm việc, công việc em là dinh xếp sữa, nhưng thấy cơ cũng không giữ lại được bằng miếng nào. Nay em đi tập lại, vậy có cần tập giáo án cho người mới bắt đầu tập không? Với lại sinh viên mua thực phẩm bổ sung có được khuyến mãi loại nào không? Chúc anh chị và toàn thể anh em Thầy Ngon Lai năm mới nhiều sức khỏe để làm được những dự án, những chương trình mới và hay hơn. Bạn tập lại thì bạn không cần phải tập lại từ đầu, tại vì bạn đã biết rồi, thì bạn có thể tập luôn giáo án tăng cơ 6 buổi tuần cũng được đó, và tập luôn cái giáo án đó mấy ngày đầu nó nhất thì cãi nó, tập từ nó hết nhất. Còn vấn đề thực phẩm bổ sung mà có giảm giá hay không á, thì dạo này trong THL Fanpage sẽ có rất là nhiều cái chương trình giảm giá dành cho các bạn thành viên nằm trong đó. Thì tất nhiên nhưng mà không phải là ai là thành viên trong đó cũng được giảm giá, thì những cái bạn nào mà thật sự là gọi là cũng biết nói làm sao nữa. Nói chung là thứ nhất là có duyên, và thứ hai dễ thương, thứ ba không đốt đàn phá xóm, thứ tư là nói chung là hiền hòa, nói chung là ôn hòa, không biết dùng cái từ gì, nhưng mà nói chung là vạn sự tùy duyên. Nhưng mà cái duyên nó cũng rất là dễ dàng, tại có rất là nhiều bạn nằm trong danh sách được trợ giá. Câu hỏi 11814, chào anh chị. Để tránh mất thời gian của chương trình, em xin vào câu hỏi. Anh Tư có thể cho em biết tập những bài tập nào để cho các cơ của mình được cắt nét không anh? Em xin cảm ơn. Em chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và tập thể thấy online luôn mạnh khỏe. Mà để tập cho cắt nét thì bạn nên tập những bài cô lập. Những bài cô lập thì nó sẽ có tính chất cắt nét tốt hơn so với những bài kết hợp. Cô lập tập cường độ cao, số rep trung hoặc cao, kết hợp với ăn uống theo chế độ mà gọi là đừng có để cho tăng cân, bằng hoặc là thấp hơn TDE là ok, sẽ cắt nét. Mà đã cắt nét thì thôi, ngậm ly bô 6 đi bạn, thêm nữa cho nó phụ được chút nào đỡ chút đó. Câu hỏi 11815, em có một vấn đề là thân trên cân đối to đều phát triển bình thường. Do chân em chỉ có điều kiện tập một buổi trong tuần do đi học nhiều, có khi không thể tập được. Giờ đôi chân nó không được cân đối với thân trên như ý muốn. Mong anh gì góp ý giúp đỡ. Giờ em đã có thời gian nhiều, em dự định sẽ ra phòng tập squat với các bài về chân với tạ. Em nên tập cường độ như thế nào cho kịp với thân trên? Em tập, bạn nói cái này là phương pháp gì anh? Anh cũng biết phương pháp gì nữa. Bạn đã tập theo cái phương pháp riêng của bạn là được 2 năm. Năm đầu thì em chăm chỉ chạy bộ, bơi rồi lần. Về sau không có thời gian nên quên mất chân. Nhưng cỡ 2-3 tuần vẫn tập, chân em cũng ổn nhưng không cân đối với thân trên, nhất là đùi sau và bắp. Năm nay em 16 tuổi, một tháng gần đây em tập riêng. Xin lỗi, em tập riêng một ngày chân. Em tập đủ các nhóm cơ chân, đùi trước, đùi sau và bắp chân. Em tập cũng nặng, tập xong là xây sẩm mặt mày luôn. Em đang tính tập một tuần 2 buổi chân. Như thế có kịp phục hồi không? Mục đích của em là muốn chân cân đối với thân trên. Giờ nó tóm lại phương pháp bật tập có thể là phương pháp nào đó mà anh chưa có xem qua, nên anh cũng biết nó tập như thế nào. Thôi bỏ qua bên đi. Bây giờ để cho phát triển được cái cơ chân của bạn á, thì bạn tập như vậy nó sẽ là phát triển. Còn phương pháp gì thì nó cũng xoay quanh mấy cái vấn đề nguyên tắc của nó mà thôi. Thứ nhất á, là cái khối lượng tạ đừng quá nặng. Nặng quá tập nó mạnh thôi chứ nó chả bự. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tập là số rep nó phải là từ 6 cho tới 12. Nói chung là tầm 10 đi cho đẹp số. Tầm 10 rep tập xong là banh sát chứ đừng có xây sẩm. Cái cảm giác xây sẩm là nó khác so với cảm giác banh sát. Cái cảm giác xây sẩm là bạn tập quá nặng, bạn tập nặng ra bạn mới xây sẩm. Còn cái cảm giác banh sát á, là bạn tập xong rồi ra bạn thấy đuối. Nó đuối, nó mỏi, nó tê. Bạn đi bộ vài vòng nó hết, bạn quay vô tập tiếp. Thì đó là cái cảm giác cần để cho cái cơ mình nó bự.
tất nhiên cơ mình nó bự thì sẽ không thể nào mà nó mạnh như người tập mạnh, mà nó là sự kết hợp giữa bự và mạnh. Đó, sự kết hợp vừa bự và vừa mạnh. Mạnh thì không thể nào bằng người chưa mạnh. Đó, nhưng mà được cái là nó bự tối đa. Đó là cái vấn đề bạn đang cần để cho nó phù hợp với thân trên. Đó, bạn tập những bài squat đúng rồi, bạn tập những bài leg press đạp đùi đúng rồi, bạn tập những bài đá đùi móc đùi, đó là những cái bài bốn bài kinh điển mình không thể nào bỏ qua. Tất nhiên là bài deadlift nữa, bài Romanian deadlift. Vậy thì tóm lại bạn cần phải squat, bạn cần phải Romanian deadlift, bạn cần phải đá đùi móc đùi, căn bản như vậy. Tại sao? Tại sao phải tập vậy? Tại vì khi bạn tập squat xong rồi bạn còn sức bằng banh luôn cái Romanian deadlift, cho nó gọi là cái cơ đùi của bạn, đùi trước, đùi sau, đùi trong, đùi ngoài, đùi mông trên, mông dưới gì đó. Nó tác động hết đi. Nó tác động sợi cơ mạnh trước, cơ bền lúc này nó sẽ chưa được tác động nhiều. Đó, rồi sau đó bạn dùng cái bài đá đùi để bạn bơm vô, bạn dồn đam cho cái bài squat. Bạn nào chơi với Lâm anh nói cho bạn sẽ hiểu. Tức là bạn tập bài squat cơ đùi đó bạn bị tổn thương một phần rồi đúng không? Bạn bị tổn thương không? Bây giờ bạn dồn đam vô cái bạn tập thêm bài đá đùi nó cho nó banh sát luôn. Nó banh sát hoàn toàn cái cơ đùi trước bạn luôn. Rồi sau đó bạn dùng thêm bài móc đùi để bạn làm banh sát hoàn toàn cơ đùi sau và cơ mông của bạn luôn. Thì cách tập đó sẽ làm cho cái đùi của bạn nó bự. Mà tất nhiên còn bắp chuối thì một cái nhón thôi, chả vấn đề cả bắp chuối nhón. Bắp chuối là một cơ nó đặc biệt. Đó là bạn nhón phải nhón nhiều. Tức là bạn phải nhón trên 12 cái. Đó, ví dụ vậy để mà tập 10 đúng không? Thì giờ bắp chuối phải nhón 15. Đó. Đó là cách tập để cho có cái chân bự. Nhưng mà cái chân bự đó cũng không vượt quá khỏi cái khuôn khổ. Ví dụ cơ chân của bạn không là cơ trội thì nó bự hơn chút thôi, chứ nó không thể nào nó bự mà nó kéo nó bằng cái thân trên của bạn được. Ví dụ như thân trên là thân là cơ trội và thân dưới là cái phần không trội, thì cái người của bạn nó vẫn mạnh về trên hơn và ở dưới thì nó vẫn hơi yếu hơn. Nhưng mà không sao, bạn mặc quần dài vô, mặc quần bình thường, quần đùi cũng được bình thường. Trừ khi nào bạn sexy 100% đi thì mới đôi khi vấn đề nhìn mới ra thôi. Đó, còn trong hoàn cảnh sexy 100% đâu phải là ai trong cuộc đời này cũng có vinh hạnh nhìn bạn sexy 100% đúng không? Câu hỏi 11816, năm nay em 17 tuổi, em cao 1m76, nặng 74 kg, tập được gần 1 năm, nhưng hiện giờ em đã nghỉ vì không sắp xếp được thời gian giữa việc tập và học, cũng là năm cuối nên mẹ em bắt nghỉ tập để tập trung vào việc học hơn. Em định sau khi thi đại học em sẽ tập lại, nhưng vấn đề là người em nhiều mỡ khoảng 20-21%. Em đã đọc qua nhiều phương pháp giảm mỡ và em quyết định chọn phương pháp ketosis. Phương pháp này chủ yếu nạp năng lượng từ chất béo, nhưng em không biết lấy chất béo từ những thực phẩm nào. Em chỉ biết một số thực phẩm như bơ, phô mai. Vậy em có thể ví dụ cho em thêm một số thực phẩm giàu chất béo, dễ tìm, dễ mua để phù hợp với chế độ ketosis không ạ? Căng quá bạn. Đó, anh khuyên bạn nên cẩn thận ha. Nếu bạn ketosis mà nạp năng lượng từ béo thì nhiều quá căng, cholesterol dư rồi cơ nữa đúng không? Đúng cơ rồi. Không có protein cho cơ. Nó thật sự nếu bạn là một gymer thì dùng cái phương pháp này nó không ổn một tí nào cả. Nếu mà bạn dùng biến thể ketosis dành cho gymer thì được, còn bây giờ bạn nạp chủ yếu là carb, nạp chủ yếu năng lượng đến từ chất béo này á mà hạn chế protein với carb kia đó thì bạn sẽ đi đâu về đâu. Cơ bắp bạn sẽ đi đâu về đâu, việc vành của bạn sẽ đi đâu về đâu, não bạn nó xài chất béo để nó tính toán hả bạn. Đó, nó vấn đề này thì anh nói bạn là nên suy nghĩ cho nó kỹ. Suy nghĩ cho nó kỹ chứ anh không có bắt bạn không chơi được. Còn bây giờ trong phạm vi câu hỏi này, bạn hỏi anh là mỡ lấy từ đâu, chất béo lấy từ đâu đúng không? Bơ đúng không? Rồi cá nè bạn. Bạn mua cá bóng mú á, mấy cá bóng mú, cá ba sa này nọ, cá gì đó bạn hút cái bụng nó là bảo đảm đủ béo luôn. Nói chung béo béo thì dễ kiếm lắm. Trời ơi, nó dễ cực kỳ luôn các bạn. Mà ra mà kêu con cá ta tượng chi xù, con nạp cái bụng, cái lưng chừa cho con gấu nạp là bảo đảm gấu đẹp, bạn không biết sao. Nói chung bạn đủ béo thôi. Béo rất là dễ kiếm, tưởng mà không có gì khó chứ trời ơi, béo nó rất là dễ. Bạn ăn mấy cái đậu phộng rang rồi này đâu kia đó, mấy cái loại hột đồ béo cũng nhiều lắm luôn. Nói chung là béo thì không khó. Ăn bánh bao, ôi xin lỗi, bánh gì? Bánh tiêu mà chơi với gì nữa ta? Bánh tiêu mà chơi với mà xin lỗi, bạn đang là low carb, bánh tiêu chơi không được. Thì nói tóm lại bạn cứ ăn đồ nướng nè. Động vật mà có mỡ nhiều mỡ. Đồ nướng, đồ chiên. Ví dụ như giờ ăn cơm sườn đi, ăn sườn khỏi ăn cơm, mà sườn là sườn nướng, mà sườn nó có khuyến mãi lớp mỡ gì cua ngoài với một lớp mà mỡ người ta đổ thêm vô để người ta nướng đó. Rồi dụ gì chua này rất là dễ bạn. Ăn mấy bụng con cá là bảo đảm bạn, với ăn mấy cái nội tạng
Đó, dụ như giờ đang đang cháu lòng đi, bạn ăn lòng thôi khỏi cháu, rất dễ, ốc heo. Mà nói chung là để theo cái phương pháp này thì Hương nghĩ là Hương và anh Duy cũng khuyến khích các bạn là nên suy nghĩ cho thật là kỹ trước khi mà bạn áp dụng phương pháp này. Đúng rồi. Tại vì thừa bản bản thân em và anh cũng không khuyên bạn là cũng không khuyên hay cũng không ủng hộ bạn phương pháp Thì này nói đúng chung là không? nhá hàng cái cho bạn cảm giống như là cảnh báo bạn thôi. Bạn đang đi đến một cái ngã tư, bạn hỏi sao qua đường cho nó an toàn thì anh nháy cái đèn vàng lên cho bạn chú ý thôi. Còn bây giờ qua đường an toàn thì nói bạn rồi đó. Ăn thực ăn 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 động vật mà ăn quanh quanh khu vực nội tạng của nó là mỡ nhiều nè. Nhưng mà tất nhiên chả ai ăn vậy, đúng không? Thứ nhất là mỡ nó rất là nó không tốt tí nào cả. Cái thứ hai nữa là nếu mà có xu hướng ăn đó, thì nên ăn từ thực vật và từ cá, nó đỡ hơn vậy thôi. Câu hỏi 11817, em chào anh Duy, chị Hương. Chắc đến lúc câu hỏi của em được trả lời thì cũng đến Tết rồi. Em xin chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc BBT ngày càng lớn mạnh, cung cấp sản phẩm ngày một đa dạng và đồng thời mở luôn chi nhánh ở Hà Nội. Em xin bắt đầu câu hỏi của em. Tình hình em cũng là dân IT cách đây 5 tháng do nhiễm mỡ các bộ phận luôn nên em mới tìm đến gym. Em năm nay 26 tuổi, cao 1m66, nặng 82 kg, mỡ 41%, béo phì. Cả ngày chỉ có ngồi gõ cốt và ăn thức ăn nhanh, cơ thể lại dễ hấp thu nên nhìn lùn bé mà nặng và béo. Khi tập em tập gym được khoảng đầu tháng 8, cũng tham khảo các video của anh và luyện công. Em nghĩ anh này cũng dân IT, ống làm được thì mình sao mà không làm được. Nên em luyện công khoảng 100 số, lên lịch tập luyện, TDE, thực phẩm bổ sung đầy đủ, chỉ không có lean. Thức ăn tự nhiên thì em tự đi chợ tự nấu, nói chung là chuẩn Dữ 99%. dữ, đi chợ hư nấu nữa dữ. Thường là Hương thì cũng rất là có cảm tình với những bạn mà học về IT, tại vì những người mà học IT thường là cái đầu óc rất là nhanh nhẹn về con số và các mã. Rồi là gì, gõ phím bình thiên hạ mà lít chuột định giang sơn Cho nên là Hương nghĩ, Hương cũng hy vọng là bạn cũng cũng có một cái đầu tính toán giống như anh Duy. Bạn học được những cái kiến thức như bạn nói là bạn gì, lịch tập luyện, TDE, thực phẩm bổ sung rồi đầy đủ, nói chung là chuẩn 99%. Hương nghĩ là Hương rất là hy vọng là bạn sẽ sớm thành công. Sau 3 tháng tập luyện chăm chỉ theo giáo án của anh, em giảm được 10 kg. Chúc Nhưng mừng bạn. là tăng cơ giảm mỡ. Mỡ em giảm được tận 26% xuống còn 15%. Người em thay đổi rõ rệt, hết rụng tóc, da bụng bị trùm một đoạn. Cơ thì em lên được 31 kg thì phải. Nói chung từ thiếu cơ đến đầy đủ em rất vui với kết quả này vì số tiền và công sức em bỏ ra đầu tư được đền đáp. Hơn nữa là động lực cho em thay đổi cuộc sống. Nhưng mà dạo đầu tháng 11 em thấy em thay đổi cơ quan làm việc, công việc rất là tất bật, ăn thiếu bữa, calo thâm hụt thì cao, bỏ hẳn một bữa trên ngày. Nhưng không cảm thấy đói, phải uống rượu tiếp khách, cũng như là không sắp xếp được lịch tập, ở xa quá mà tan làm đến nơi thì đóng cửa. Nói chung tình trạng này kéo dài khoảng 6 tuần, cho đến khi em ổn định được công việc mới, cũng như phòng tập của em mở trung tâm mới ngay đối diện cơ quan. Lúc này em đi đo lại thì tá hỏa, em giảm thêm 7 kg nữa, nhưng có đến 5 kg cơ và 1 kg nước và 1 kg mỡ. Giảm cơ 5 kg luôn hả? Trầm trọng đúng không? Quá đau xót. Đau xót thay, thật sự lúc đấy em bị sốc luôn. Cơ giảm, nước giảm, dẫn đến tỷ lệ mỡ lại thành cao. Đúng rồi. Cơ giảm, nước giảm, là, mỡ lên. BMI giảm luôn á. Em vẫn quyết tâm làm lại do thời gian eo hẹp cũng như công việc mới. Em ăn uống khá khó nên em quyết định dùng thêm Lean Body. Ăn uống thể xít sao như trước. Xin lỗi, ăn uống chắc bạn viết thiếu nhỉ? Không thể xít sao như trước được nữa. Trước em nấu bỏ hết mỡ, mỡ chỉ nạp từ dầu cá hoặc dầu ô liu khi nấu ăn thôi. Sau đây là lịch ăn uống của em. Sáng 4 giờ dậy uống Lipo 6, chuẩn bị công việc 4 rưỡi uống Lean, 6 giờ uống C4 pha thêm nửa serving BCA, 6 rưỡi tập theo giáo án Freeway, kết thúc 15 đến 2, kết thúc thì 15 đến 20 phút cardio HIIT, 10 giờ ăn quả trứng, 12 giờ ăn trưa, hôm nào tập tạ thì ăn thêm 40 g yến mạch, nghỉ tạ thì nghỉ tinh bột. Nghỉ tạ, nghỉ tinh bột. 3 giờ ăn tiếp lòng trắng trứng, 7 giờ về làm ít bắp bó trần với rau, 10 giờ uống một viên multivitamin Actimel và casein rồi đi ngủ. Tóm lại so với hồi trước thì em chỉ thay bữa sáng bằng Lean Body và giờ tập từ tập chiều 3 giờ thành tập 6 rưỡi, nhưng kết quả của em tính đến thời điểm hiện tại không còn được như trước nữa. Mỡ giảm dần nhưng rất chậm, cơ cũng giảm dần, ít thì nửa lạng mà nhiều thì một lạng. Người thì không có cảm giác rõ rệt như trước.
Theo em nghiên cứu thì thấy bảo rằng do người béo phì lúc mới tập vài tháng sẽ tăng cơ giảm mỡ rất nhanh, hết mấy tháng đấy thì chậm dần, hay nguyên do là vì em tập sáng cũng như lượng phát nạp vào bây giờ có nhiều mỡ xấu quá, em cũng không ăn nhiều mỡ nhưng mà thế nào cũng bị dính một chút, kiểu cơm hàng cháo chợ thì ăn trứng rán cũng dính tí mỡ rán này, thịt xào hay thịt kho tàu ăn thịt không thì cũng vẫn bị dính chút mỡ xấu. Nhưng do hoàn cảnh nên em không thể nghiêm ngặt như trước. Hay vấn đề nằm ở giáo án tập luyện, liệu em có nên chuyển qua cắt tinh 6 buổi hay tăng cơ 6 buổi cho hợp lý? Mong anh giúp em giải đáp thắc mắc, và em cũng định đang thử điều chỉnh vài phương án nhưng mà rối quá. Thì nhờ cái kết quả hiện tại của bạn nó rơi vào là do tổng hợp tất cả những lý do trên bạn nói. Thứ nhất, mới tập tăng cơ giảm mỡ rất dễ. Đúng. Và cái mạch tập đang sướng vậy đó mà bạn bị một cái vấn đề, nó làm cho nó gián đoạn đi, xong đó bạn quay trở lại là phong độ không như xưa. Chuyện này rất dễ hiểu. Rồi cái thứ ba là ăn uống nó cũng không được đẹp như xưa, cũng là một phần nguyên nhân. Đó, tại vì thì bây giờ là cái cách tập của cái cách nào để cho mình từ từ lấy lại phong độ, thì là thứ nhất là vấn đề thời gian để sẽ giúp cho bạn lấy lại phong độ. Và thứ hai nữa là bạn tập buổi sáng thì đương nhiên nó sẽ thiệt thòi hơn so với những người tập buổi buổi khác. Tại vì buổi sáng là buổi mới mở mắt ra phải đi tập liền thì nó hơi cập rập trong vấn đề dinh dưỡng. Đó, nên nó tập nó sẽ không, nó không được điểm 10 như bữa khác, thì nó cũng điểm 8, điểm 9 thôi, nó không được điểm 10 như là những cái buổi như lúc mà tinh thần mình sung mãn nhất. Rồi một lý do nữa là cái lịch tập freeway thì bây giờ bạn có thể đổi thành lịch như vậy. Bạn tập superset, freeway bằng luyện công chắc bạn biết hết phương pháp rồi đúng không? Bạn có thể tập cutting đi, cái giáo án đẹp nhất là cutting. Hoặc là nếu mà muốn tiết kiệm thời gian đó là superset. Nói chung là cutting và superset có một điểm chung duy nhất đó là cường độ cao. Cường độ cao nó làm cho bạn hoạt động liên tục. Và trong cái trường hợp của bạn, bạn không tập nặng nha bạn. Bạn không nên tập nặng. Bạn nên tập vừa sức. Và cái cường độ cao thời gian dài. Thời gian mà dài là dài như trên tiếng một chút, hơn chừng tiếng rưỡi trong buổi tập á. Bạn cardio 30 phút luôn đi bạn. Đó, bạn cardio bằng cái bạn HIIT thì đúng. Nhưng mà bạn đừng có HIIT mà cái lúc mà cao nhất á mà mình mệt quá. Lúc cao nhất của bạn là bạn mệt quá thì nó cũng không nên trong cái hoàn cảnh của bạn thôi. Tất nhiên nó tốt với tim mạch nhưng mà giờ cái quan trọng là tôi quan tâm mỡ kìa. Mà bạn muốn mỡ đốt á thì cái hoạt động cái cường độ của mình nó không được mạnh quá. Nó không được mạnh quá. Nó để cho mỡ nó đốt nhiều trong lúc mà mình tập cardio cũng như là tâm tập tạ. Đó. Về nhà thì mỡ đốt thêm phần nữa là ổn. Còn bây giờ bạn tập mạnh, tập nặng thì cái vấn đề năng lượng nó sẽ lấy từ cái hệ creatine và cái hệ tinh bột, tức là cái hệ glycogen á, nó không đụng tới cái hệ phát kịp. Đó, thì bạn cứ lưu ý tập kết tinh sau vườn tuần. Đó là cái điều chỉnh thứ nhất. Cái điều chỉnh thứ hai nữa đó là cái vấn đề ăn uống của bạn. Bạn có lean, có lipo là đủ rồi, có điều cao nữa là quá ổn. Đó là những cái vấn đề mà nó hỗ trợ cho bạn giảm cân rất là tốt. Tất nhiên ngày trước bạn làm được thì bây giờ bạn làm được. Anh tin một chàng trai IT 26 tuổi, bạn đã có một những kiến thức nền tảng rất là tốt. Qua những gì trình bày, bạn ăn là ăn cũng sạch nè, bạn tập bạn cũng biết nè. Đó thì bạn đã làm được. Thì bây giờ bạn cũng sẽ làm được. Anh chỉ có thể truyền cho bạn lòng tin thôi, chứ anh tin tưởng là về kiến thức anh không cần phải truyền cho bạn gì quá nhiều nữa. Tại vì bạn cũng men rồi. Câu hỏi 11818, em muốn hỏi về vấn đề xót bụng trong buổi tập. Em đang tập theo giáo án giảm cân giảm mỡ của anh và cũng đang dùng lipo 6 vào buổi sáng và vào lúc 2 rưỡi chiều trước tập 1 tiếng. 12 giờ em đã ăn trưa rồi mà không hiểu sao cứ đến 2/3 buổi tập là bụng em cứ thấy xót xót như kiểu đói với có axit ở trong ấy ạ. Uống nước thì cũng không hết. Em xin hỏi những lúc như thế thì nên uống hay ăn gì để xót bụng? Amino acid, protein hay lean body? Những lúc bạn đang tập bạn không được ăn gì đó. Những lúc bạn đang tập bạn có uống thì uống amino acid và dạng bột á, hoặc là BCA thôi. Đó, hai cái đó thôi là đủ rồi. Hay là do bạn thiếu cáp? Xót bụng thì anh không nghĩ là vấn đề là thiếu cáp, có thể do cái bụng bạn trong lúc đó nó dư acid cũng nên. Thì đó là thuộc bao tử của bạn. Và anh chỉ nói là trong lúc tập bạn uống được, thứ nhất là amino acid dạng bột, thứ hai là BCAA dạng bột, và thứ ba nữa đó là những cái loại mà siêu nhanh. Giống như là bơ sút hay là gì đó, đường glico hay luco gì đó. Nói chung là những cái dạng siêu nhanh để uống vào thì nó còn được. Chứ còn trong cái trường hợp này uống limo đi thì nhiều khi nó cũng hơi kẹt, nó không phù hợp.
Câu hỏi 11819, em chào đại ca và sư tỷ, cho em hỏi là trên thị trường sản phẩm thế giới có rất nhiều loại thực phẩm bổ sung. Thực phẩm bổ sung nào an toàn cho sức khỏe mình, còn thực phẩm bổ sung nào không an toàn cho sức khỏe? Mong anh chị giải đáp giúp em, chúc tập thể thể hình online thành công và may mắn trong năm 2016. Mà hỏi một câu mà nó biết được trả lời sau luôn. Đã gọi là thực phẩm bổ sung á, thì hầu như nó an toàn. Đã gọi là thực phẩm bổ sung thì hầu như an toàn, trừ khi những thứ không phải là thực phẩm bổ sung mà thôi. Như vậy mình cần bổ sung cái gì? Nó mình cần bổ sung những cái mà nó gần gũi trong đồ ăn thức uống này nọ thôi. Đó, nó như là mấy thằng mát nè, mấy thằng whey protein nè, mấy thằng vitamin khoáng chất nè, mấy thằng dầu cá nè, ô liu gì đó, rồi hai thằng nhạy cảm nhưng reward cao và pháp banner thì phải kiếm hãng cho nó, gọi là nó trong sạch lịch, nó rõ ràng, nói chung mấy hãng lớn chơi cái đồ đều đó. Anh khuyên các bạn thật sự, chơi gì chơi, chơi hãng lớn cho chắc cú, chơi hẳn nhỏ như này nó rủi ro trăm bề đó. Đôi khi thấy vậy mà không phải vậy đó, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy nha bạn. Nhìn anh ta đẹp trai quá chưa chắc anh ta an toàn nha, và ngược lại cô gái quá đẹp cũng chưa chắc là một cô gái mà gọi là gì, hồng nào hồng chẳng có gai. Nên những cái loại thực phẩm bổ sung á thì thứ nhất xét về độ uy tín của hãng, rồi nếu mà nó có đi nhập khẩu á thì phải nhập khẩu chính ngạch để nó có được kiểm nghiệm, còn nếu mà nhập khẩu không chính ngạch thì nó sẽ không có kiểm nghiệm, mình cũng biết đó là cái gì trong đó luôn. Đó, thì bạn như bạn nói là thực phẩm bổ sung có cả ngàn loại, bạn hỏi anh loại nào mà xài được, loại nào mà xài được, anh không thể nào liệt kê được chứ bạn, anh chỉ ra là có thể trả lời chung chung như vậy mà thôi. Câu hỏi 11820, chào đại sư huynh Duy Nguyễn, Hương Trần, Tỷ Tỷ cùng các huynh đệ Zimmer đích thực. Sau 2 tháng chuyển từ giáo án trung học phổ thông lên luyện công với Lean Body, em thấy cơ rõ nét hơn, sức mạnh tăng đều nhưng các chỉ số cơ thể đều giảm hoặc giữ im, như vòng đùi, eo, ngực giảm, cân nặng cũng giảm đi 1 ký. Không chính xác giảm gì vì chỗ em không có Lean Body test. Thực đơn giữ nguyên như giáo án tăng cơ 6 buổi nhưng có đẩy lượng protein và carb lên phát giảm. TDE là 2515, thực đơn gồm 1 bữa 1 150g cơm trắng, 100g thịt và 1 quả trứng. Bữa 2, 1 hộp sữa tươi ít đường, 1 trái táo. Bữa 3, 150g cơm trắng, 200g thịt, rau xanh. Bữa 4, trước tập 2 giờ, 1 hộp sữa, 1 quả trứng. Bữa 5, sau tập 2 trứng cộng cơm nhà. Em 21 tuổi, cao 1m61, nặng 55kg. Phân vân quá, không biết sai ở đâu. Em có nên về lại tăng cơ 6 buổi không hay tập Lean Body tiếp nhưng tăng carb và protein lên? Em có gì chơi nấy, không có sử dụng thực phẩm bổ sung. Có gì đâu phải buồn, đúng không? Giờ dễ ẹt ra. Bạn nói bạn giảm hết đúng không? Thì giờ bạn nhìn vô cơ bạn, bạn nhìn vô cái cục cơ của bạn nó có rõ nét hơn hay không, và nó kích thước nó có khá hơn hay không. Nếu mà cục cơ của bạn rõ nét hơn và kích thước khá hơn thì hai thằng quỷ kia giảm là giảm nước, giảm mỡ, có đó chúc mừng bạn. Còn nếu mà cục cơ của bạn nó biến mất tiêu luôn, người bạn giảm đều hết trơn, giảm từ một người mà có một chút xíu để nhìn, nó giảm thêm, nó giảm về một người chẳng có gì để nhìn luôn, thì đó là giảm toàn diện. Lúc đó bạn chỉ cần tăng dinh dưỡng bạn lên vậy thôi. Câu hỏi 11821 và cũng là câu hỏi cuối của chương mục hỏi đáp. Anh Duy cho em hỏi, em đang muốn sử dụng thực phẩm bổ sung của Diamond High. Em đang quan tâm đến sản phẩm Elite Whey và Casein, nhưng kinh tế chỉ đủ để lo Elite Whey thôi. Em muốn hỏi nếu em sử dụng Elite Whey như thế này có hiệu quả không? Sáng ngủ dậy em dùng một lần và sau khi tập em dùng một lần. Thay Casein bằng bột các loại đậu, đậu xanh, đỏ, đen được không anh? Dùng bột đậu trước lúc tập 30 phút, 100g pha với ít đường và 100g trước khi đi ngủ. Em có thể thay thế bột đậu trước tập bằng một quả trứng gà luộc để đỡ chán. Và cho em hỏi Elite Whey 100% chính xác thì phần trăm giữa Isolate và Concentrate là như thế nào? Anh biết phần trăm Isolate và Concentrate như thế nào thì anh không biết chính xác được. Tại vì bây giờ á, cái đó không xét nghiệm được bạn. Người ta xét nghiệm ra thì chỉ xét nghiệm ra protein thôi, còn protein gì kệ nữa chứ. Thậm chí người ta cũng không xét nghiệm được protein whey nữa. Bây giờ bạn hỏi whey protein và concentrate và isolate là bao nhiêu á, thì chỉ có nhà sản xuất biết thôi. Chỉ có nhà sản xuất biết thôi nha. Thì giờ nếu bạn biết, bạn muốn thì bạn chờ anh hỏi nha nè. Anh hỏi rồi đã. Rồi câu này hơi nợ đi, câu này căng quá. Nói chung là chỉ cần biết là trong thành phần cái vị trí nào đứng trước thì cái thành phần nó nhiều hơn một chút, 49, đúng không anh? Bạn. Chứ còn cái phần trăm mà con số chính xác thì bây giờ nha, có. Bây giờ ví dụ như giờ cái thằng quay này nè, thì bây giờ, ngày trước á thì nó là, nếu mà cái nào giống như Thương nói là cái thành phần nào đứng trước á thì nó sẽ nhiều hơn 4 mấy 5 mấy á. Ví dụ như giờ isolate đứng trước thì isolate chiếm 5 mấy% và ngược lại 4 mấy% là concentrate và ngược lại đó. Còn cái vụ mà bạn uống buổi sáng và uống sau tập, và uống buổi sáng uống sau tập như là ổn, không có gì để bàn cả, uống thế được rồi.
kinh tế của bạn, bạn nó có vấn đề về kinh tế thì edit quay theo như anh thấy đó là không có quay nào rẻ hơn nữa, trừ khi mấy anh quay khác bán trợ giá thôi. Còn nếu mà mấy anh quay khác không bán trợ giá thì nó là vô đổ rẻ. Câu hỏi của bà cũng đã khép lại cho một hỏi đáp số 526. Du Nguyễn và Thương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp thần số tiếp theo. Bài swas em nhớ chăng? Tập đi em chưa lo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.